phần đó là ai luyến trên trầu âu, ai luyến tranh trở hải, ta giải thoát ai luyến không sầu đâu trở hải. Giang sơn phì hoa mây ru hoa. Người được tôn xưng là sống có trí tuệ, tuyệt đối sẽ không sợ hãi trước cái chết được. Thân thể này của ta sẽ tan rã, nhưng mà pháp âm của ta, kinh điển do ta giảng dạy sẽ vĩnh viễn lấp lánh trong lòng của con. Một trong những điều bí ẩn của sinh mạng là giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, không lo lắng chuyện tương lai, không vương vấn những đau thương trong quá khứ, cũng không ỷ lại hay sợ hãi con người trong quá khứ của con. Thêm một chân lý khác của sinh mạng, đó là con lưu luyến một người một vật nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi. Từ giây phút con không còn đưa tay ra cầu xin giúp đỡ, cũng chính là lúc con đã đạt đến sự giải thoát. Thưa Buddha, ngày bản thân con cũng đều sẽ ra đi, nhưng ngài vĩnh viễn luôn ở bên con cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài là ngọn đèn sáng trong tâm hồn của con, sẽ luôn mãi mãi soi sáng bước đường con đi.